Chương trình bữa nay mình làm coi như cái hồ mình là tháo ra làm lại hết. Sáng giờ ta khuôn cây với giờ các thứ là cái gì làm cái vườn khi quy lại luôn, đó là lấy hồ lên nó làm lại hết. Ở đây làm mặt mưa lớn đây, mưa lên đây. Gió quá mà không có cây nào cảm động hết. Nước như trút cái gì ơi, quá lớn luôn. Tiêu ngã hết rồi, rồi. Cái này Cô nai gọi để cái tá quả quay tiếp định lên đang đứng lại sợ sao mới nghe cái đầm không, mới nghe cái đầm không.
tay hôn chạy. Đâu rồi, nãy ông làm hướng nào đó? Nãy ông làm hướng này là quý vị ơi, ông làm cái râm. Tao nói hai cái kia nó đều chạy lên cổ luôn á. Tới đều cũng teo luôn. Đó nhán nữa đó. Cái hỏi vẫn chịu trận đây. Quay mé sau nhà nha quý vị, cái này mé sau nhà chứ không phải mé trước đâu. Sau mé hiên đó. Thiệt là lớn luôn, thiệt là lớn. Thôi đủ rồi. Goodbye. Subscribe, like and share. Thank you.